Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những con giáp xui xẻo bậc nhất trong ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch. Vào những ngày này, khi ra đường, bạn tuyệt đối phải cẩn thận, chú ý vấn đề xe cộ. Trong công việc làm ăn, giao dịch, ký kết những bản hợp đồng lớn, các bạn cũng cần để ý từng ly từng tí để tránh gây ra những sai sót nghiêm trọng. Trong các mối quan hệ tình cảm nên chú ý đến lời nói, hành động để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tiền mất tật mang trong ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch này. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé! Một tuổi Tuất. Ngày Thìn Tuất tương xung nhắc nhở tuổi Tuất phải bình tĩnh hơn để giải quyết những sự cố mới phát sinh do sự bất cẩn của người khác. Sự nóng giận sẽ làm mờ lý trí của bạn, khiến việc nhỏ hóa to. Đáng lẽ có thể giải quyết nhanh chóng thì lại kết thúc theo cách mà chẳng ai mong muốn. Ngày này bạn còn được khuyên nên thận trọng trong các dự án làm ăn, kinh doanh. Đặc biệt người làm chủ thì càng nên tính toán cẩn thận, kiểm tra kỹ càng, đề phòng bị đối thủ chơi xấu nhằm phá hủy uy tín trên thị trường của bạn. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là hãy cố gắng gìn giữ bình tĩnh, đừng quên ý định ban đầu của mình và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ vấn đề trước khi đưa ra quyết định, đi bước nào chắc bước đó để hạn chế mắc phải sai lầm, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân quấy phá. Bên cạnh đó, Tuất cũng cần phải hạn chế tranh chấp, cãi vã với đồng nghiệp, cấp trên của mình hoặc vướng vào những chuyện thị phi nơi công sở. Việc đầu tư kinh doanh vào thời điểm này cũng chẳng mấy thuận lợi, bạn rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi nhuận thu về chẳng được bao nhiêu, hòa vốn là may rồi. Tuất cần phải biết thu tay đúng lúc, chớ nên tham lam những gì ngoài tầm với hoặc là thuộc về người khác để bảo toàn những gì mình đang có. Đường tình duyên còn nhiều vấn đề khúc mắc khi các cặp đôi vẫn giận hờn, hiểu lầm nhau mà không chịu thẳng thắn trò chuyện với đối phương. Điều này khiến cho khoảng cách giữa bản mệnh và người ấy ngày càng xa hơn. Nếu không giải quyết kịp thời thì rất dễ đổ vỡ. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Sửu. Trong ngày hôm nay, người tuổi Sửu gặp cục diện tương phá nên có thể buộc phải điều chỉnh kế hoạch công việc của mình vì những sự cố bất ngờ. Bạn dễ bị tiểu nhân quấy phá, không thì cũng là đối thủ gây khó, dễ khiến bạn không thể phát huy thế mạnh của mình. Những việc vốn đã được con giáp này hoạch định, cẩn thận, nay lại không thể rẽ hướng, thậm chí còn phải bỏ dở. Bạn nên dứt khoát với những việc không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại. Biết đâu trong cái rủi lại có cái may, nhờ vậy mà bạn lại tìm ra điều thực sự phù hợp với mình. Chuyện tình cảm trong ngày tốt không xấu. Một số người có thể sẽ cảm thấy mối quan hệ nhạt nhẽo và muốn làm gì đó để khuấy động bầu không khí. Nhưng hãy chắc là bạn có tham khảo ý kiến của đối phương trước khi đưa ra quyết định, tránh để người ấy nghĩ bạn chỉ thích làm theo ý mình. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Mão. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh, bị cục diện tương hại, ảnh hưởng nên tuổi Mão rất dễ mất tập trung, không chú tâm vào công việc của mình. Bản mệnh thường để tâm trí treo ngược cành cây, mắc sai lầm và hiệu suất cực kỳ thấp. Nếu không chấn chỉnh lại ngay thì sẽ nhận được không ít lời phàn nàn. Ngoài ra, tuổi này còn có nguy cơ đối mặt với họa tiểu nhân, có người muốn gây hại cho bạn. Người này có thể là bạn bè, cấp dưới hoặc đồng nghiệp muốn cạnh tranh không lành mạnh. Cũng bởi bạn để lộ sơ hở cho đối phương nắm thóp nên tự mua dây buộc mình. Ngũ hành mộc khắc thổ khiến chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng bị ảnh hưởng bởi tính thiếu kiên nhẫn và tâm trạng thất thường của con giáp này. Tốt nhất bản mệnh nên tìm hiểu kỹ mọi thông tin, đừng vội tin điều gì nếu bản thân chưa kiểm chứng nhé. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc,
chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Thìn. Ngày Thìn, Thìn tự hình, tâm trạng của người tuổi Thìn có phần bất ổn, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của bản mệnh. Dù là những công việc quen thuộc thường ngày, bạn cũng phải tốn nhiều thời gian hơn mới giải quyết xong vì không đủ chú tâm. Hung vận trong ngày còn khiến con giáp này gặp một chút khó khăn trong vấn đề giao tiếp với đồng nghiệp. Có thể bản mệnh nói chưa được rõ ràng hoặc đối phương không hiểu ý nên truyền đạt ý tưởng khá là vất vả. Nếu vấn đề ở bản mệnh thì nên đơn giản mọi vấn đề hơn, tránh để mọi thứ trở nên rối ren hơn. Việc kinh doanh đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ, làm ăn càng cao thì rủi ro càng lớn. Các dự án mà bạn đặt nhiều hy vọng có thể sẽ thất bại hoặc là xảy ra tranh chấp vì một số việc vụn vặt. Trước tình huống này, bạn không được quá nóng vội, hãy bình tĩnh xử lý từng bước một. Nếu đã mắc sai lầm thì bạn hãy dũng cảm nhận lỗi và chịu trách nhiệm. Mọi thứ cũng có cơ hội khắc phục, chuyển bại thành thắng nếu bạn có sự ủng hộ, giúp sức của bằng hữu. Ngoài ra, Thìn cũng đừng tùy tiện cho người khác vay mượn tiền bạc trong tháng có nhiều hung tinh quấy phá. Thổ khí vượng cũng nhắc nhở Thìn nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình hơn, cứ mải mê với công việc mà không dành thời gian để bồi dưỡng cơ thể, rồi sẽ một ngày bạn phải trả giá vì đã bỏ bê sức khỏe của mình. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Ngọ. Hung tinh kiếp tài khiến tài lộc của người tuổi Ngọ vô cùng bất ổn. Tiền vừa vào tay đã có chuyện xảy ra, con giáp này phải bỏ ra một khoản mới có thể giải quyết được. Việc làm ăn cũng trắc trở khi con giáp này không đủ tự tin, nghe theo trực giác của mình, cuối cùng phải hối hận muộn màng vì tiền bạc không cánh mà bay. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần tập trung vào công việc đang thực hiện dang dở, bởi thời gian này không hợp để bắt đầu kế hoạch hay công việc mới. Hãy hoàn thành tốt những gì mình đang làm vì đó là cách duy nhất giúp con giáp này xây dựng lòng tin với mọi người. Ngũ hành tương sinh nhưng là mối quan hệ sinh xuất nên nhân duyên lận đận. Dù yêu thương nhau nhưng con giáp này và người ấy chưa chắc đã đến được với nhau. Bản mệnh được đào hoa trợ lực nhưng lại là đào hoa dữ, lắm mối tối nằm không, vẫn chịu cảnh cô đơn lẻ bóng đi về. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Mùi. Theo các nhà tử vi học dự báo, cục diện tương hình có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Mùi gặp bế tắc trong việc tìm ra giải pháp để tháo gỡ tình hình công việc vốn đang đầy rối ren. Dù có nhiều ý tưởng mới mẻ nhưng bạn lại vấp phải sự phản đối và nghi ngờ từ đồng nghiệp nên chưa được đánh giá cao như mong muốn. Nhìn tiền trong túi cứ vơi dần khiến tuổi Mùi không khỏi sốt ruột, nóng lòng như lửa đốt. Cách tốt nhất dành cho tuổi Mùi là hãy cố gắng kiểm soát chi tiêu, ghi lại những khoản mình đã chi và lên kế hoạch tiền bạc để tránh chi tiêu vượt quá ngân sách. Trong quá trình trao đổi công việc, bạn cũng nên chú ý thái độ của mình, kẻo gây ra những hiểu lầm không đáng có. Con giáp này được khuyên cần học cách kiềm chế, kiểm soát cảm xúc của mình. Nóng giận nhất thời chỉ khiến cho tình cảm bị sứt mẻ, khó lòng làm lại như lúc ban đầu. Ngoài ra, chuyện tình cảm của tuổi Mùi cũng chẳng tươi sáng gì, vận đào hoa sa sút. Những người độc thân bàng quang với chuyện yêu đương, trong khi đó những người đã lập gia đình lại ít quan tâm tới các thành viên, khiến họ bị tổn thương, khó chịu, từ đó dễ nảy sinh mâu thuẫn. Ngày này, vận trình tình cảm cũng không được tốt khi người độc thân đã vất vả mới tìm kiếm được người hợp ý, nhưng chặng đường yêu phía trước có vẻ còn rất gian nan. Người đang yêu có thể sẽ gặp đôi chút vấn đề khi chuyện yêu xa vốn chẳng dễ dàng gì. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy kênh Phong Thủy Sa Cát vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày 6 tháng 10 âm lịch.
Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!